Rồi chào người nhá, thì tiếp tục vừa sửa xong một sản phẩm vang số Siso. Model là VS360. Với lỗi là máy mất tiếng. Tại đã sửa chữa kịp bất cả nhạc cả mic. Thì đối với cái máy này mình có tiếp nhận lại cho một anh em thợ, thì cũng thấy có báo là đầu tiên là máy bị lỗi nguồn, nhưng sau khi sửa nguồn xong thì không ra tiếng. Ở trên dòng Siso VS360, những cái lỗi mà thường gặp như là có thể là máy không lên nguồn, hoặc là dạng là bật lên là màn hình nó cứ các cái đèn led này, các cái đèn báo khi bật lên ấy, nó sẽ chớp tắt đó. Có lúc thì không lên, hoặc có lúc thì chạy chập chờn, lúc lên nguồn lúc không, hoặc là có lên nguồn nhưng mất tiếng. Còn đâu máy có thể gặp những cái trường hợp như là bị báo lỗi. Báo lỗi có thể là lỗi 08, 09, 10, 18, 19, 20, 21. Đặc biệt là những cái trường hợp mà liên quan đến báo ma lỗi thì nó sẽ có cái tỷ lệ mà gọi là hên xui. Đặc biệt là đối với cái lỗi những cái lỗi 09 ấy. Nếu như mà mọi người, những ai mà chúng ta trong cái quá trình dùng, anh em thợ đang sửa trong quá trình dùng mà chúng ta cố tình kết nối sai phần mềm nhiều lần đó, hoặc là vô tình sử dụng sai phần mềm, thì cũng dẫn đến máy bị lỗi 09. Đối với những cái trường hợp lỗi 09 mà do mà kết nối sai phần mềm, thì nó sẽ đối với Siso thì sẽ tùy theo từng model thì mới có thể xử lý được người nha. Nên là mọi người chú ý, vì cái này nó liên quan đến cái bảo mật, cái mã đăng ký của nhà máy đó. Rất nhiều trường hợp và trong nước không thể xử lý được, bắt buộc phải gửi đi nhà máy Trung Quốc, nhưng mà cái quá trình mà gửi đi thì nó mất rất là nhiều thời gian đó, khách hàng có thể sẽ không chờ được đó. Còn cũng có trường hợp là sẽ xử lý được, và tỷ lệ xử lý được thành công cái lỗi 09 trên cái dòng VS360 này hoặc là các model của Siso thì tỷ lệ nó sẽ cao đó. Chẳng hạn 100 máy thì tỷ lệ thành công nó sẽ khoảng tầm 8-90 máy, còn nó rơi vào tầm khoảng cái số còn lại là sẽ không xử lý được, rất là nhiều dạng. Còn 09 mà do lỗi về phần cứng thì xử lý nó gần như là hoàn toàn, không phải bỏ máy nào. Nhưng mà những cái lỗi mà do liên quan đến lỗi về phần mềm 09 thì mọi người hết sức lưu ý khi dùng Siso nhé. Chúng ta không biết máy dùng phần mềm nào thì có thể liên hệ hỏi kỹ thuật hoặc hỏi bên bán cho nó chắc chắn. Ngoài ra thì còn có thể gặp những trường hợp là không nhận phần mềm này, cắm vào không loát máy tính này, nó cứ là báo lỗi dạng là sai phần mềm này. Cái thứ hai là bị liệt phím hoặc là bị nháy loạn đèn, nó led mất nét hoặc là mất cùng quang. Mọi thông tin chi tiết về sửa các lỗi trên dòng vang Siso VS360, mọi người liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên để tư vấn nhé. Và mọi người yêu quý kênh thì có thể đăng ký kênh, cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để theo dõi kênh. Cảm ơn mọi người đã xem video. Phần nhạc mình không test nữa, vì đối với cái dòng này khi mất tiếng thì sẽ mất cả nhà cả mic luôn. VS360 đó là đặc trưng rồi. Vì mình chỉ có một máy để quay video, nhiều lúc cũng hơi bất tiện một chút.